Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video này em xin giới thiệu đến các bạn là cái bộ trục cầu sau các đăng phanh dầu để cho khách hàng về làm cái xe ba bánh cho người già và người khuyết tật. Cái bộ này thì mình review chi tiết các cái kích thước thôi, cho nên là không có để cái khung càng và cái số lùi vào đây cho các bạn. Đây ví dụ những cái số lùi đây thì không cần thiết, chủ yếu là trọng tâm cho các bạn vào cái cầu này thôi. Thì cái cầu này là có trọng tâm là có chiều rộng là 70 cm tính cả bánh. Ngày xưa nó rộng hơn đấy, nhưng mà xe ba bánh thì trên thị trường làm thì thường là chỉ có 70 trở lại thôi, có cái có 60 thôi. Nhưng mà vì cái cầu các đăng này giới hạn tối thiểu của nó phải là 70 rồi, cho nên là không thể làm ngắn hơn được nữa. Đây các bạn lưu ý nhé, kích thước là 70 này, 70 là tính cả bánh. Đấy. Phanh dầu. Phanh dầu hai bánh nhá. Đấy. Phanh dầu hai bánh thì nó bền hơn là phanh vào vi sai. Cái đấy mình có làm video giải thích rồi. Bánh này là bánh vành nhôm 400-10. Đấy. Lốp không xăm bản vuông rất là đẹp, đường kính của nó là 46. Thì có nhiều các bác không thích cái lốp bản to thì các bác thích lốp đường kính to. Thì bên em có lốp đường kính, lốp Ablet cũng khá là lớn, thì có làm một video trước rồi. Nguyên bản cái cầu này là chiều rộng là 60 cm. Đấy, dây dầu rất là chuẩn nhá, rất chuẩn luôn. Dây dầu ngắn này, chuẩn này. Đấy. Bản rộng lốp là 10 cm này. Cây cầu là 60 cm này. Phanh dầu hai bên này. Tay phanh dầu thì có khóa này. Khi các bạn bóp phanh ấy, thì các bạn kéo cái này vào thì là xe nó sẽ không bị trôi. Đấy. Các đăng thì lắp vào đây. Phần khung này các bạn có thể mua ở bên em hoặc là các bạn tự hàn vào cái khung cũ cũng được. Thì cái đấy thì tùy khách hàng, nếu như khách hàng cảm thấy làm được thì dễ thôi. Cái cầu này nó làm lệch rất là nhiều. Mục đích là khi các bạn ốp cái số lùi và hông của cái xe máy này thì nó sẽ thẳng luôn với này, cái cầu này luôn, nó không bị chéo, trục ca đăng nó không bị chéo, nó rất là thẳng. Còn việc làm phanh dầu thì nó rất là nhàn, các bạn chỉ dòng dây lên cái tay phanh bên trái này thôi. Thì sai số thì nó thường là phanh bên phải. Xe xăng thì xe ga thì nó là phanh hai bên, riêng xe số thì cái tay nguyên bản của nó là tay bên phải rồi, thì cái tay mình chế này sẽ là làm bên trái. Đấy. Nguyên nó chỉ là như thế này thôi, thì các bạn về nhà các bạn có thể tự thiết kế thêm. Cái phần chắn bùn thì đây có đây rồi, chắn bùn inox đây rồi, về chỉ làm thêm lên thôi, đi thẳng ở trong. Đấy, dây dầu rất là chuẩn chỉ luôn, tê chia dầu này. Đấy. Video thì nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm, các bạn có thể nghiên cứu lắp đặt thêm. Còn những cái combo thì bên em có làm sẵn từ lâu rồi. Video này chỉ giới thiệu lại một số kích thước thôi. Cái cầu này mình có làm ngắn hơn đợt trước. Cầu này là cầu 60 cm, và cầu hiện tại bên em có một loại nữa là 65, thì khách hàng có thể lựa chọn loại 60 và 65 cm. Bánh xe có thể dùng loại vành sắt cho nó rẻ, hoặc là vành nhôm đúc như thế này cũng được cho nó đẹp, thì tùy. Đấy. Đường kính bánh là 46 và có loại đường kính 50. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn lưu ý là khi xem video thì các bạn bấm vào cái đăng ký kênh phía dưới bên phải màn hình. Mục đích việc đăng ký kênh này thì nó sẽ dễ dàng cho các bác tìm được những cái video các bác đã xem của bên em. Đấy, nó rất là dễ tìm. Nó sẽ hiện những cái thông báo khi có những cái video sản phẩm mới đăng lên để các bạn tiện theo dõi và làm đồ. Những cái video hướng dẫn chế xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.